Ngày 9 tháng 3, Công an Đà Nẵng cho biết đã phối hợp cùng Cục Đối ngoại Bộ Công an bàn giao đối tượng trốn truy nã Im Ju Seob, 53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước xử lý theo quy định. Đối tượng Im Ju Seob bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ về hành vi điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp. Theo cơ quan công an, từ tháng 2 năm 2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Im Ju Seob có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn. Trước đó, người này đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và lưu lại thành phố Hồ Chí Minh một thời gian. Sau khi nắm được thông tin Im Ju Seob đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã tổ chức mật phục, theo dõi và bắt giữ người này. Thông tin ban đầu, Im Ju Seob bị cơ quan chức năng Hàn Quốc cáo buộc điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp. Trang web này đặt máy chủ tại Philippines, hoạt động từ đầu năm 2017 đến năm 2019. Trang web đánh bạc bất hợp pháp trên đã thu hút số lượng lớn người chơi đặt cược, rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, đối với tổng số tiền đặt cược online khoảng trên 44,3 tỷ won, tương đương hơn 800 tỷ đồng Việt Nam.